Linh xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với vlog đầu tiên của Lương Thanh. Lý do mà Thanh làm vlog này cũng chính là Thanh được một người bạn tặng cho Thanh một món đồ vô cùng là ý nghĩa. Và không ai khác, ta-da, đây chính là một chiếc cốc Nguyệt San BU Cup. Thanh được một người bạn tặng cho Thanh và Thanh đã sử dụng em nó trong vòng 3 tháng rồi. Bây giờ Thanh không còn bị đau bụng hay là Thanh không còn bị dâu tràn như khi sử dụng băng vệ sinh nữa. Thanh đã nghĩ trong đầu là tại sao mình lại không chia sẻ cái món đồ vô cùng là ý nghĩa trên thế này đối với mọi người nhỉ? Ấn tượng đầu tiên của mình về BU Cup đấy chính là một cái màu trắng rất là tinh tế và nhẹ nhàng, khiến cho Thanh rất là có cảm tình. Và ấn tượng thứ hai đấy chính là nó hoàn toàn được làm bằng giấy, không sử dụng bất kỳ chất liệu nào bằng ni lông cả, nên nó rất là thân thiện với môi trường. Với một chiếc hộp như thế này thì các bạn sẽ khó thấy được cái sự khác biệt, nhưng mà các bạn hãy tưởng tượng là hàng trăm, hàng nghìn sản phẩm mà được làm từ ni lông hay nhựa đi, thì các bạn sẽ biết được là nó sẽ tạo ra một lượng rác thải vô cùng lớn và khó phân hủy. Điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp rất là xấu đến môi trường. Điều đó thì vô cùng đáng sợ, phải không ạ? Thời gian gần đây thì có rất là nhiều thương hiệu hưởng ứng cho việc sử dụng các chất liệu bằng giấy, như là túi giấy này hay là ống hút giấy. Thanh thấy đấy là một việc làm vô cùng là thiết thực. Và cốc Nguyệt San BU Cup cũng chính là sản phẩm thương hiệu đầu tiên sử dụng bao bì sản phẩm của mình hoàn toàn bằng giấy. Thanh thấy đấy là một hành động vô cùng là ý nghĩa. Với một chiếc cốc Nguyệt San như thế này thì các bạn có thể sử dụng được 5 năm từ ngày bóc hộp, và nó sẽ giảm được một cái lượng rác thải rất là lớn ra môi trường. Chính vì nó quá thân thiện nên Thanh đã sử dụng ngay khi đến kỳ kinh nguyệt. Bây giờ Thanh sẽ mở ra cho các bạn xem nhé. Đây, đây chính là hình dáng của một em cốc Nguyệt San. Nhìn thì nó có hình phễu và hơi thuôn dài. Các bạn... với những người lần đầu tiên nhìn thấy như Thanh thì sẽ cảm thấy nó khá là to, nhưng mà thực ra là nó rất là dễ chịu và mềm mại, không giống như vẻ bề ngoài đâu. Đấy, nó được thiết kế riêng cho phụ nữ châu Á nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi mà đưa vào bên trong cơ thể của mình nhé. Ngoài ra, BU Cup được làm từ 100% silicone y tế Wacker của Đức, một nhà máy lớn nhất và uy tín nhất về silicone trên toàn thế giới. Bây giờ Lương Thanh sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng một chiếc cốc Nguyệt San như thế nào cho thật hiệu quả và an toàn nhé. Cách gấp đầu tiên của Thanh đấy chính là gấp theo hình chữ C. Các bạn gấp như thế này. Đấy. Cách thứ hai là gấp theo kiểu ấn xuống. Như thế này. Còn cách thứ ba là các bạn sẽ gấp theo hình số 7. Như thế này. Thế là xong rồi. Các bạn hãy lựa chọn cách gấp làm sao cho phù hợp với cơ thể của mình nhất nhé. Làm vlog thì cũng phải làm cho tới nơi tới chốn, phải không ạ? Thì hôm nay Lương Thanh sẽ hướng dẫn ngay cho các bạn nhé. Sau khi mà các bạn gấp cốc rồi thì các bạn sẽ nhẹ nhàng đưa vào bên trong cô bé của các bạn. Đây. Các bạn hãy sờ xung quanh chân cốc để đảm bảo cốc được mở hoàn toàn nhé. Đấy, khi mà cảm giác được mở hoàn toàn rồi thì các bạn sẽ nhẹ nhàng rút tay ra ngoài. Như thế này ạ. Cuối cùng thì các bạn lấy tay để kéo nhẹ đuôi cốc như thế này. Nếu mà các bạn cảm thấy có lực kháng, tức là khoảng không đã được tạo ra và cốc đã được đặt thành công. Các bạn cứ yên tâm là cốc Nguyệt San đã được nằm cố định, nên là các bạn không lo là việc cốc sẽ thụt vào bên trong hay là bị rơi ra ngoài đâu nhé. Còn nếu mà các bạn muốn lấy ra thì các bạn sẽ siết tay nhẹ vào cốc và từ từ đưa em nó ra là được thôi. Sử dụng cốc dễ dàng hơn, các bạn hãy nhớ là thư giãn toàn thân và để tâm lý thật là thoải mái nhé. Cuối cùng là vệ sinh cốc bằng dung dịch vệ sinh nhé. Đừng quên, khi mà các bạn mua một hộp sản phẩm thì các bạn sẽ được tặng kèm một lọ dung dịch vệ sinh như thế này nữa. Sau khi đưa cốc Nguyệt San vào bên trong cơ thể rồi thì Thanh có thể hoạt động được những gì? Thanh có thể đọc sách này,
hoặc là Thanh có thể chạy bộ, hoặc là Thanh có thể squat nữa. Ngoài ra thì các bạn có thể đi bơi này, hoặc là chơi ba môn thể thao phối hợp mà không gặp bất kỳ khó khăn hay cản trở nào. Quá là ưu việt phải không ạ? Bây giờ các bạn thử tưởng tượng đi, nếu mà đi bơi mà phải đeo băng vệ sinh thì nó sẽ như thế nào nhỉ? Thêm nữa, sẽ không ai biết các bạn đang đeo cốc nguyệt san, ngay cả khi mặc những bộ đồ tập bó sát này, lúc nào cũng thấy thật là gọn gàng và cuốn hút phải không nào? 3 tháng khi mà sử dụng cốc nguyệt san này cho mình những cái trải nghiệm chưa bao giờ có, quá tiện và cực kỳ là khác biệt. Các bạn cũng biết là thời gian vừa rồi Lương Thanh vừa thực hiện xong bộ phim Hồng trên ngực trái, và trong suốt thời gian đấy nhờ có em cốc nguyệt san này mà Thanh đã tự tin hơn trước mỗi cảnh quay của mình. Mình sẽ chia sẻ đến đây thôi, còn lại thì các bạn tự khám phá nhé. Bây giờ thì mình sẽ giải đáp tất tật các câu hỏi của các chị em nhé. Câu hỏi đầu tiên là đi vệ sinh như thế nào? Vì là hai đường khác nhau nên khi mà các bạn sử dụng cốc nguyệt san nó sẽ không ảnh hưởng đến việc đi vệ sinh nhé. Câu hỏi thứ hai là lần đầu tiên sử dụng khó khăn như thế nào? Đối với Thanh thì khi lần đầu tiên Thanh sử dụng thì lúc đấy Thanh vẫn chưa cách biết cách để mở bung cốc và chưa biết cách đưa vào nên thành ra là nó vẫn bị rò rỉ một vài giọt. Đối với các bạn khi mà lần đầu sử dụng và chưa biết căn giờ thay cốc thì các bạn nên mang theo một cái băng vệ sinh hàng ngày để thay, để tránh bị rò rỉ một vài giọt nhé. Dùng cốc nguyệt san có đau không? Ban đầu Thanh dùng thì thấy hơi cộ, nhưng lần thứ hai thì thấy quen và thích. Cốc nguyệt san có làm giãn cô bé không? Không, vì cốc nguyệt san làm từ silicone có khả năng tự điều chỉnh cho phù hợp với âm đạo. Còn âm đạo có khả năng tự co giãn nên các bạn không phải lo lắng về điều này nhé. Vệ sinh cốc thế nào? Vệ sinh cốc thì các bạn có thể xem hướng dẫn ở phần trước nhé. Câu hỏi cuối cùng, dùng cốc nguyệt san có gây viêm nhiễm không? Không, vì là kinh nguyệt không có khả năng tiếp xúc với không khí, vì vậy mà vi khuẩn không thể lây lan, đồng nghĩa với việc là hạn chế hoàn toàn là viêm nhiễm. Có nhiều thương hiệu cốc nguyệt san ở Việt Nam hơn là bạn tưởng tượng. Tuy nhiên thì nó đều mang nhược điểm về thiết kế hay là chất liệu gây khó khăn cho người dùng. Tìm hiểu sâu hơn thì Thanh được biết cốc nguyệt san BU Cup được chứng nhận tiêu chuẩn FDA Hoa Kỳ và là sản phẩm đầu tiên được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép lưu hành và quảng bá. Vì vậy mà mình rất là yên tâm khi sử dụng sản phẩm. Bạn bè Thanh thì bây giờ ai cũng đã sử dụng sản phẩm BU Cup và Thanh đã chứng kiến được hoàn toàn sự thay đổi của các bạn ý. Bây giờ ai cũng tươi tắn và yêu đời như Thanh vậy. Cốc nguyệt san BU Cup là một sản phẩm vô cùng tuyệt vời và thiết thực các bạn ạ. Chất liệu được công nhận là mềm nhất trên thế giới, với thiết kế thì vô cùng tinh tế và hiện đại, thân thiện với môi trường và đặc biệt là rất là phù hợp với người phụ nữ Việt Nam. Hơn nữa thì sản phẩm được bán với giá tối ưu cho người Việt Nam nhưng mà vẫn sở hữu chất lượng quốc tế. Cuối cùng thì với một hộp cốc nguyệt san BU Cup như thế này thì các bạn đang cùng Thanh và các chị em chung tay bảo vệ môi trường. Vậy ngại gì mà không thay đổi nhỉ? Đây là lần đầu tiên Thanh làm vlog nên thành ra là nếu mà còn điều gì thiếu sót thì Thanh mong các bạn hãy bỏ qua cho Thanh nhé. Còn những cái gì thắc mắc thì các bạn có thể xem ngay ở phần link bên dưới này của Thanh. Hy vọng rằng những cái chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp được cho các chị em cũng như là các bạn một phần nào trong cuộc sống. Tạm biệt cả nhà.